Quý vị và các bạn đang xem bản tin 90 giây của kênh YouTube Thọ Thể Thao. Trong trận đấu muộn tại vòng 6 La Liga diễn ra sáng nay, Barca tiếp tục gây thất vọng khi để Cadiz cầm hòa với tỷ số 0 đều. Đây là trận hòa thứ 3 của đội bóng xứ Catalan sau 5 trận đấu ở mùa giải năm nay. Hiện tại, Barca đang có 9 điểm, đứng vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, kém Real Madrid đội dẫn đầu tới 7 điểm trong cuộc đua đến ngôi vô địch. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, huấn luyện viên Conte không hứng thú với công việc tại Barca hoặc Arsenal ở mùa giải năm nay. Chiến lược gia người Italia vẫn chưa tìm được công việc mới sau khi chấm dứt hợp đồng với Inter Milan ở mùa hè vừa qua. Hợp đồng hiện tại của Rüdiger với Chelsea chỉ còn thời hạn tới mùa hè 2022 và trung vệ này vẫn chưa có ý định ra hạn hợp đồng. Theo thông tin từ tờ Goal, Bayern Munich, Real Madrid và PSG đang chạy đua để giành chữ ký của trung vệ người Đức. Theo tờ Goal, Juventus chuẩn bị ra hạn hợp đồng với Dybala tới mùa hè 2025. Ở bản hợp đồng mới, cầu thủ người Argentina dự kiến được tăng lương lên 8 triệu euro một mùa. Hai bên sẽ gặp nhau để ký kết hợp đồng trong ít ngày tới. Theo tờ Manchester Evening News, Manchester United đã đưa Haaland và Declan Rice vào danh sách mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2022. Theo nguồn tin này, đội chủ sân Old Trafford sẽ làm tất cả để ký hợp đồng với hai cầu thủ này. Đội tuyển nữ Việt Nam đã có màn ra quân hoàn hảo tại vòng loại Asian Cup 2022. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đè bẹp đối thủ Maldives với tỷ số 16-0 để tạm dẫn đầu bảng B sau lượt trận đầu tiên. Trong số 16 bàn thắng này, tiền đạo Hải Yến đóng góp 6 bàn thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Quý vị và các bạn có đánh giá gì về những tin tức của ngày hôm nay? Hãy để lại ý kiến của mình phía dưới phần bình luận. Quý vị có thể đăng ký kênh để cập nhật lịch thi đấu, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng bóng đá và tin tức bóng đá mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.